Cảm giác của Đạt trước khi phỏng vấn là như thế nào? Hồi hộp. Nói to hơn một chút được không? Hồi hộp. Tại sao lại hồi hộp? Lo sắp thi vào. À thế à? Thì đây là lần thứ mấy mà Đạt đăng ký tham gia cùng với World of Anh? À, khoảng lần thứ tư. Lần thứ tư à? Và các lần trước thì thế nào? À, đỡ hơn à? Thế là Đạt đã tham gia hoạt động nào của World of Anh rồi? Khác với Green Bean ở vị trí nào? Hậu cần và nhân sự. Thế ở hậu cần thì cụ thể là mình làm gì? Khá là đi hậu cần, cũng là đi mua đồ, sau đó đem đồ đi bán. À, đi mua đồ xong đem đồ đi bán và xử lý lợi nhuận ở giữa. Vâng. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Đạt có muốn gửi gắm gì với các bạn hôm nay đến phỏng vấn hay không? Chưa mời mà, hẹn gặp lại các bạn chưa? Có hẹn. Cảm ơn Đạt rất nhiều.